Hello Dạ, Zika. dạ chào anh. Ôi trời ơi, cơn gió nào đưa em sang đây đây? Cơn gió tóc giả anh ạ. Dạ. Dạ, đây. Thì ý là em muốn tặng cho anh cái bộ tóc này của em. Nhưng mà nhà anh có phải là bên hiến tóc đâu, có phải bên hiến tặng tóc đâu. Thế ạ, dạ vâng, nhưng mà ý là em đang kiểu kiểu vậy đi anh, cứ tạm hiểu là như vậy đi. Em ơi, tóc này trước là em nối sáp à? Dạ vâng, vừa nối sáp xong rồi tóc em nó rụng mà nó chọc lốc, em hói điên lên xong rồi nó còn rối nữa anh ạ. Thế nên là em muốn hôm nay sang đây để làm sao để tư vấn cho em một cái bộ tóc nó đẹp mà nó không bị rối. Thì hiện tại bên anh nó đang khá là thịnh về hai cái hình thức, đấy là nối lông vũ hoặc là nối 9D. Đây là Ôi hình thức nối 9D của bên anh. Đây, 9D ạ. em xem qua đi. Dạ. Thì anh lấy cho em tham khảo thêm một bộ lông vũ nữa. Vâng. Ôi tóc đẹp nữa nhỉ. Đây, nói chung là Wow. về hình thức thì nó khá là giống nhau, nhưng mà nó chỉ khác nhau một chút đây này, em xem này. Thấy chưa, cái phần chân của lông vũ này. À vâng đúng rồi Phần đúng chân rồi. của lông vũ là nó hơi bị xòe cái kia của tóc con lên. Vâng. Còn tóc này thì không bao giờ bị xòe cả. Vâng. Ôi tóc này Đây, đẹp thế. bảo hành đến lúc hỏng thì thôi luôn. Thế ạ. Thế dùng trọn kiếp luôn anh. Chọn đời luôn. Thế thì nối cho em bộ này nhá. Ôi. Ok, chốt tóc 9D đúng Vâng, 9D đi anh.